Xin chào toàn thể cô chú anh chị có mặt trong sự kiện tuyệt vời ngày hôm nay. Để làm quen với cô chú anh chị, Sáp xin tự giới thiệu. Tên đầy đủ của mình là Nguyễn Văn Sáp, năm nay 42 tuổi. Trước khi biết đến Herbalife, Sáp là MC và ca sĩ chuyên nghiệp. Và giờ đây, Sáp rất tự hào và nói rằng tôi là thành viên độc lập của Herbalife. Chào bạn quay trở lại với Sáp Herbalife. Trong video trước tôi đã chia sẻ với các bạn về cách thức chia sẻ câu chuyện bản thân đối với khách hàng, hội viên và thành viên mới. Và như đã hứa, hôm nay trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách thức để chia sẻ câu chuyện bản thân đối với thành viên kinh doanh. Vậy có sự khác biệt gì trong chia sẻ câu chuyện bản thân đối với thành viên kinh doanh? Về cơ bản thì câu chuyện dùng sản phẩm không có gì thay đổi, nhưng sự trải nghiệm của thành viên kinh doanh sẽ khác với khách hàng và hội viên. Và hôm nay thì Sáp không chia sẻ lại việc chia sẻ câu chuyện bản thân trong việc dùng sản phẩm, bởi vì cơ bản các bạn sẽ chia sẻ giống như câu chuyện bản thân đối với những khách hàng và hội viên mới về kết quả sử dụng sản phẩm. Điều cơ bản ở đây, câu chuyện bản thân đối với thành viên kinh doanh cũng có 3 phần, cũng là phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc. Thì ở phần đầu tiên, tức là phần mở đầu, thì câu chuyện bản thân đối với thành viên kinh doanh bạn cần chia sẻ trước khi đến với Herbalife. Bạn làm gì, cuộc sống của bạn ra sao, thu nhập của bạn như thế nào, và lý do vì sao bạn tìm đến hoặc là quyết định tham gia kinh doanh cùng với Herbalife. Và ở phần thứ hai là phần nội dung, bạn cũng cần phải chia sẻ bạn đã thay đổi điều gì để tiếp cận với công việc kinh doanh này. Bạn đã đi học ra sao, tham dự sự kiện như thế nào. Bạn đã thay đổi việc nói chuyện, giao tiếp với những người khác ra làm sao. Bạn đã thiết lập lại các mối quan hệ như thế nào. Và một trong những điều quan trọng, bạn đã làm gì để thích nghi với hoạt động kinh doanh mới này. Và tất cả những cái điều đó đã mang lại cho bạn kết quả ra làm sao? Cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào? Bạn đã có thu nhập ra làm sao? Bạn đã có điều gì mới từ khi làm kinh doanh với Herbalife? Bạn đã phát triển bản thân như thế nào từ khi tham gia kinh doanh cùng với Herbalife? Và điều quan trọng nữa, những giá trị bạn đã đạt được khi tham gia kinh doanh cùng với Herbalife. Và nếu có thể, hãy chia sẻ để mọi người biết bạn đã trưởng thành như thế nào khi đến với Herbalife. Và ở phần cuối cùng, đó là phần kết thúc, cũng là bạn thể hiện cái cảm xúc của mình, thể hiện lời biết ơn của mình, những bài học hoặc những kinh nghiệm của bạn khi tham gia kinh doanh cùng Herbalife. Bởi vì đó có thể là giá trị bạn chia sẻ với những người khác, và họ sẽ học được từ bạn một câu chuyện nào đó. Và cuối cùng, với mức năng lực cao nhất, bạn hãy dành lời cảm ơn cho Herbalife, dành lời cảm ơn cho Mark Hill và cho đội nhóm của bạn, những người đã cùng với bạn bắt đầu và giúp bạn đạt được những thành công như hiện tại. Sắp sẽ thực hành một chút để các bạn hình dung được về
về câu chuyện bản thân đối với thành viên kinh doanh của Herbalife. Đối với phần mở đầu, các bạn cần phải tự hào cho họ biết rằng bạn là thành viên độc lập của Herbalife. Ví dụ, xin chào toàn thể cô chú anh chị có mặt trong sự kiện tuyệt vời ngày hôm nay. Để làm quen với cô chú anh chị, Sáp xin tự giới thiệu. Tên đầy đủ của mình là Nguyễn Văn Sáp, năm nay 42 tuổi. Trước khi biết đến Herbalife, Sáp là MC và ca sĩ chuyên nghiệp. Và giờ đây, Sáp rất tự hào và nói rằng tôi là thành viên độc lập của Herbalife. Đó là mức năng lượng rất là cao để bạn thể hiện cái sự tự hào của mình. Đương nhiên, cái năng lượng này, sự tự hào này phải xuất phát từ bên trong con người của bạn. Điều đó sẽ lan tỏa được cái năng lượng đến với người khác. Năng lượng quan trọng hơn năng lực, đúng không ạ? Rồi sau đó, chúng ta có thể chia sẻ thêm. Cũng giống như nhiều cô chú anh chị ở đây, tôi đến với Herbalife với mục đích thay đổi về sức khỏe của mình. Nhưng sau khi thay đổi về sức khỏe, tôi đã nhận được rất nhiều giá trị và quyết tâm tìm hiểu về công việc kinh doanh mang tên Herbalife. Rồi sau đó bạn chia sẻ đến cái phần nội dung. Khi đến với Herbalife, bạn đã làm gì? Bạn đã tham dự khóa học như thế nào? Bạn đã phải trải qua những khó khăn như thế nào? Và tất cả những điều đó, nếu có thể, bạn hãy lưu lại tất cả những khoảnh khắc, những bức ảnh, những người bạn gặp, những thành viên đầu tiên của bạn. Đó sẽ là tài liệu rất quan trọng để sau này khi bạn trở thành một diễn giả, một người thành công hơn với Herbalife, bạn sẽ có những câu chuyện bằng hình ảnh và rất sống động. Cũng ở phần nội dung, bạn cũng cần phải chia sẻ cho mọi người biết rằng bạn đã bắt đầu như thế nào và bạn đã phải trải qua những khó khăn như thế nào. Bạn đã làm gì để xử lý những khó khăn đó? Bạn đã đồng hành cùng với người bảo trợ của mình, cùng với đội nhóm của mình ra sao? Tham dự sự kiện như thế nào? Bạn đã đi du lịch ở đâu cùng với Herbalife? Bạn đã có những cơ hội gì khi bắt đầu cùng với Herbalife? Bạn đã gặp được những người thầy như thế nào trong công việc kinh doanh này? Và bạn đã mơ ước những gì? Và bây giờ bạn đã đạt được điều gì cùng với cơ hội kinh doanh tuyệt vời này? Và ở phần thứ 3, phần kết thúc câu chuyện, thì bạn cũng cần phải chia sẻ cho mọi người thấy cái mức năng lượng rất cao của bạn. Cùng với đó là sự biết ơn. Và giờ đây, khác với câu chuyện bản thân dùng sản phẩm, bạn đã có thể tự hào cảm ơn người bảo trợ của mình với cảm xúc lớn nhất của bạn tại thời điểm đó. Cảm ơn những người thầy đã chỉ dạy cho bạn những kiến thức tuyệt vời. Cảm ơn đội nhóm của bạn đã đồng hành cùng với bạn. Và rất quan trọng, hãy cảm ơn Herbalife và cảm ơn Mark Hughes đã tạo ra một công ty tuyệt vời với một sơ đồ trả thưởng ưu việt để bạn có được những kết quả kinh doanh thật sự tuyệt vời như này. Có một số lưu ý đối với các bạn. Việc chia sẻ câu chuyện bản thân là điều rất quan trọng trong phát triển kinh doanh. Nhưng thương hiệu Herbalife, bạn phải hết sức lưu ý khi để trên những hình ảnh của mình để chia sẻ trong câu chuyện bản thân. Đặc biệt là ở những sự kiện không phải chính thức do Herbalife. Đó là tiệc trà, đó là tiệc chăm sóc da của bạn, đó là một buổi tiệc tháng hoặc là một buổi khai trương của bạn. Hãy lưu ý những hình ảnh của bạn. Cái thứ hai, hình ảnh Mark Hughes là một hình ảnh rất đáng để được chia sẻ. Và đó là hình ảnh chúng ta tự hào, ngưỡng mộ. Nhưng trong các slide của bạn, trong câu chuyện bản thân của bạn, vui lòng không nên sử dụng, vì đó là quy định của Herbalife. Một điều nữa, sao biết rằng các bạn rất muốn chia sẻ những hình ảnh của đội nhóm, của người bảo trợ, của những người thầy, của những khách hàng của bạn. Và bên dưới những bức ảnh đó, hãy vui lòng chú thích giúp Sáp một điều. Những hình ảnh này đã được cho phép của những người trong ảnh, bởi đó là quy định bắt buộc. Và thêm một điều nữa, khi bạn muốn đăng những hình ảnh này lên, hãy nói chuyện với những người có trong hình là em muốn chia sẻ câu chuyện của anh, em muốn sử dụng hình ảnh của anh với mục đích để em cảm ơn, có được không ạ? Đó là sự tôn trọng đối với người ta và để tránh tình trạng chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề sau khi chúng ta chia sẻ ở trên đó. Và nhiều người họ không muốn được chia sẻ thì chúng ta sẽ gặp vấn đề trong mối quan hệ đối với thành viên của mình. Một lưu ý nữa,
khi chúng ta chia sẻ câu chuyện bản thân đối với thành viên kinh doanh, đặc biệt là khi chia sẻ về kết quả kinh doanh của mình hoặc kết quả sử dụng sản phẩm của mình, các bạn cần phải đính kèm một cái câu ở bên dưới: kết quả này không phải là điển hình. Từng cá nhân khác nhau sẽ có kết quả khác nhau. Đó là một câu nói ngắn gọn nhưng bắt buộc các bạn cần phải sử dụng trong câu chuyện bản thân của mình. Và tất cả những điều sắp nói ở trên các bạn sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn trong việc chia sẻ câu chuyện bản thân, giúp cho các bạn có thể làm việc, kinh doanh một cách thoải mái và hạnh phúc với Herbalife. Thêm một điều nữa, tất cả những điều sắp chia sẻ ở trên đây đó là những kinh nghiệm, những trải nghiệm cá nhân của mình và mong muốn để giúp các bạn có thể hình dung được phần nào câu chuyện bản thân đối với một thành viên kinh doanh. Các bạn lưu ý, chúng ta rất muốn người khác biết đến hoạt động kinh doanh của chúng ta, nhưng cũng có những quy định để giúp chúng ta cần phải tuân thủ. Vì thế, hãy tham khảo những quy tắc cần phải tuân thủ trong đạo lý kinh doanh và pháp luật Việt Nam để giúp các bạn chia sẻ câu chuyện bản thân trong kinh doanh một cách đúng nhất, hiệu quả nhất và dễ sao chép đối với thành viên của mình. Chắc chắn phần chia sẻ này còn đâu đó có những hạn chế, Sáp rất mong muốn bạn hãy comment xuống phía dưới những điều mà Sáp cần phải thay đổi để giúp cho những video tiếp theo sẽ hiệu quả hơn. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ, đồng hành và sẻ chia cùng với Sáp trong những video đặc biệt của kênh Sáp Upline. Sáp mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách ấn vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông để có thể nhận được sớm nhất đầu tiên những video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.